mà là sau đây mình xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì ngày hôm nay đó mình cũng đã đi về. Hôm bữa mình đã quay cái clip mà đi Hà Tiên cho các bạn xem đó, thì mình đã có đi chợ cá và mình mua được mấy cái loại ốc này nè các bạn ơi. Mình không biết đây là ốc gì nữa, nhưng mà cái cô bán nói đây là cái ốc giác vàng nè các bạn ơi. Hồi trước giờ mình coi trong YouTube thì thấy các anh chị ăn rất là nhiều luôn rồi. Thì ngày hôm nay mình đã tận mắt mình chứng kiến và mình thấy được. Mình nghe nói là cái loại ốc này rất là mắc, mình nhưng không ngờ các bạn ơi. Mình đi ra tới chợ cá thì cô chỉ bán cho mình á là 130 một ký thôi. Thì mình mua nhiêu đây nè các bạn ơi, gần một ký đây nè. Thì mình mua nhiêu đây gần ký luôn nè các bạn ơi, là gồm hai con dừa nhà nè các bạn, còn rất là nhiều con lớn nữa, nhưng mà con lớn thì giá nó không được như vậy các bạn ơi. Với lại cổ tặng cho mình thêm con nhỏ xíu xì xiu nè. Hồi sớm thì có con này mới vừa chết luôn các bạn ơi, mình đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ đi hấp xả và chấm ớt siêu cay nha. Bây giờ mình sẽ đi cắt xả thôi các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đem số ốc giác vàng này mình đem đi hấp nha. Đây là có hai con gửi nè các bạn ơi, đang bé tèo teo, một gia đình ốc giác vàng. Mình sẽ đem đi hấp thôi nào. Lửa đã cháy rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị một cái nồi rồi nè. Thì bên trong đây là sớm mình đã cắt xả và mình rửa sạch, mình đã lót ở dưới này các bạn ơi. Giờ mình sẽ để mấy con ốc của mình vô để hấp nha. Sẽ lật lên như thế này, nó còn một em bé nho nhỏ sẽ để đây luôn. Bây giờ mình sẽ xách qua để vô lửa các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ cho nước vô. Trong cái nước luộc này mình sẽ cho một xíu muối, đường với lại bột ngọt các bạn, để cho nó không có bị mất vị á. Giờ mình sẽ nóng nước lại. Ok các bạn ơi, sau hơn nửa tiếng mà mình luộc cái con ốc giác vàng á, thì bây giờ nó cũng đã chín luôn nè các bạn ơi. Thôi, bây giờ chắc mình sẽ vớt ra nha. Sớm mình thì đâm thấy là cái đũa nó xuyên qua đường ốc rồi nè. Mình nghĩ là chắc nó đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Vớt ra từng em nha các bạn ơi. Wow, nó khá là nặng luôn á. Wow. Một em, hai em. Nó còn một con mini. Ôi giờ. Thì sẽ bỏ vô. Hai, ok các bạn ơi, thì đây là món ốc giác vàng hấp xả của mình đã hoàn thành rồi đây. Bây giờ tiểu mềm mềm cũng đã xuất hiện ngày hôm nay đó. Ăn với cái món ốc giác vàng này thì mình sẽ uống bò cụng nha các bạn ơi. Đó, ăn hải sản thì không thể thiếu uống nước ngọt được. Đây là cái sợi dây chuyền khá là bấy lâu nay mình không có cho mềm mềm đeo các bạn ơi. Đây là cái sợi dây chuyền hình như là đó mình đạt 100.000 subscribe á, mình tặng cho mềm mềm thì phải. Không, bim bim thối. Thôi giờ mình sẽ đeo cho bim bim nha các bạn ơi. Tiểu bim bim hãy đeo vàng để tiểu bim bim mà. Đây đây là tiểu bim bim, đứng yên đứng yên đứng yên. Wow. Ôi giời, xin xin chưa. Đây nó sữa thôi cho tiểu bim bim. Đây, bữa nay sớm mình khá hồ mạo, rất mong các bạn sẽ thông cảm giúp mình nha. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu khui bò cụng hơi bim bim rồi. Đây là bim bim một ly dạ, chị sẽ một bi ly nha. Đó, để tao coi coi đúng chiến giữa cho. Bây giờ sẽ khui các bạn ơi. Ảnh ấu. Hôm nay uống đổi cái nước màu luôn các bạn ơi. Hôm nay mình uống màu vàng nha. Đó, chị một ly và bim bim sẽ là một ly nha. Dắt cho đến cuối cùng luôn. Đó. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ lấy cái con này nha.
Đó, cái con bự nhất nè các bạn ơi. Ôi quên. Ây da. Mình sẽ khui ra các bạn. Đây. Wow. Nó rất là bự luôn các bạn. Ồ, mình sẽ khui ra các bạn ơi. Wow, nước nó nhiễu là bim bim ơi. Wow. Cha bá lỗ luôn nè bim bim. Quá trời luôn nè bim bim ơi. À, công nhận nó bự ghê luôn các bạn ơi. Ồ, nó quá là bự luôn các bạn ơi. Đó, ở dưới đây là nó rất là mọng nước luôn nè. Không biết là phần dưới đây mình ăn được hay không nữa các bạn ơi, mà mình nhìn thấy ghê quá. Chắc mình sẽ lấy cái phần đầu thôi ăn cho nó an toàn các bạn ơi. Tại vì đây là cái loại ốc mà đó giờ mình chưa bao giờ ăn luôn các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ chấm muối ớt siêu cay nha. Ôi, con này nó quá là bự luôn. Đây xin mời các bạn cắn miếng ốc giác vàng với mình nha. Rồi, xin mời các bạn nha. Ơi, nó cực kỳ cứng luôn các bạn ơi. Mà rất là giòn luôn. Ôi, mi bay. Nó rất là giòn luôn các bạn ơi. Chấm muối ớt siêu cay thì nó cay và nó mặn và nó ngọt nữa. Ôi dạ. Nó cực kỳ giòn, cực kỳ phê các bạn ơi. Ở đây là còn hai con nè. Đó. Wow. Rất là đã luôn. Cái phần đầu của nó thì mềm các bạn ơi. Mình không dám ăn cái phần dưới này. Không biết là cái phần dưới đít này ăn được không các bạn. Nếu các bạn nào biết á, nhớ để lại dưới phần comment cho mình biết với nha. Tại vì đây là cái loại ốc lạ mình không dám ăn. Mình ăn cái trúng phần vàng vàng của nó hơi đắng các bạn ơi. Giờ sẽ lấy cái kéo mình dắt bỏ nha. Không biết đây là cái gì nữa. Đó. Cắt bỏ. Ui đắng quá ta. Chắc là cái mặt của nó nhỉ. Rồi. Cắt bỏ phần ít luôn. Thấy hơi kinh kinh rồi đó. Sẽ uống miếng nước vô cái nha các bạn. Đắng đắng bim bim à. Giờ sẽ cắn cho bim bim miếng các bạn. Bim bim ăn ốc chắc vàng đi. Bim bim bim. Nè nè, tiểu tiểu thúi. Đó. Trời ơi, lần đầu tiên bán ốc ốc biển các bạn ơi. Nè ăn đi. Ăn đi tiểu bim bim. Nè nó đang nuốt nữa bạn ơi, nó chạy 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 chạy. Sao mà mình ăn cái nãy mình nó ăn trúng cái vàng vàng này rồi các bạn. Nó đắng đắng mà tới giờ vẫn còn luôn á. Nè bim bim. Nè. Trời 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 trời. Chị nhịn luôn đi. Chấm nha các bạn. Ôi trời. Này là cầm ăn luôn các bạn ơi. Mời các bạn nha. Quá là dai. Nhìn ở trước này thì nó hơi ghê ghê xíu bạn. Nhưng mà ăn rất ngon. Giờ mình sẽ ăn đúng các bạn. Mời các bạn miếng nha. Mình sẽ ăn cái cầu của nó à. Wow. Nó cực kỳ giòn luôn các bạn ơi. Cay quá. Không biết là chắc là cái gan gì của nó bạn. Thấy cực kỳ giòn luôn. Thôi bây giờ hai đứa mình sẽ cũng nước các bạn. Bim bim. 1, 2, 3, vô. Xin mời bim bim uống nước. Uống nước bờ cụm thì chúng ta phải cụm ly. 1, 2, 3, vô. Xin mời bim bim thôi. Quá xa đã. Bim bim. Quá xa đã cái trận này rồi các bạn ơi. Mình sẽ chấm miếng nó. Mời bạn nha. Chấm chấm. Xin mời bạn nha. Cay quá bạn ơi.
Này Bim Bim, ăn xì lách đi Bim Bim. Đó, cho được không? Nè, ăn đi, tao cầm cho. Giật, ừ, hả, bà ăn xì lách một cách yếu điệu thuộc nữ kìa các bạn ơi. Dạo này Bim Bim nó buồn bã lắm các bạn. Tại mình đi bỏ nó nhà hơi nhiều á. Trời trời trời, chị xui nè. Mình ăn có một chút xíu mà mình thấy ngán rồi các bạn ơi. Tại vì quá là bự. Mình sợ cái con gì mình nó khủng khiếp lắm. Mời Bim Bim nha, ăn không? Nó cũng sợ luôn các bạn ơi. Bây giờ mình quất một cái nữa nha. Cay. Cay mà ra nước mắt. Mời các bạn miếng nữa nha. Xì xì. Ăn ốc dắt vàng đi biết xì. Ngon không? Trời ơi, ba ăn kìa các bạn ơi. Hết trơn rồi hả mày? Nhanh vậy. Nhanh như xì. Cao quá xì à. Cao quá các bạn ơi. Mình ăn đã hết một con rồi mà no quá. Mà nó cực kỳ ngán luôn bạn ơi. Càng ăn nó càng ngán. Không biết hồi nãy mình ăn cái miếng màu vàng đó có sao nữa không nữa. Tại vì trước giờ mình không bao giờ mình ăn cái loại này các bạn. Mình chỉ thấy lạ lạ và mua về thử review cho các bạn xem thôi. Đó, ở đây còn hai con này thì chắc mình sẽ đem vô nhà và để dành quá các bạn ơi. Mình ăn hết nổi rồi. Đó, quá là no luôn các bạn ơi. Chứ không phải là mình bỏ muối nha, mình sẽ đem vô nhà và để dành ăn từ từ nữa nha các bạn. Còn cái phần đít này nè mình không dám ăn các bạn ơi. Thôi ơi. Bà bác sư bà dẫn chay về nhà quá trời rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của mình nha. Thì nói chung là mình khá là mệt cho mấy những ngày mà mình đi đó các bạn. Mình đi tới tận 2 ngày luôn cho nên là khá mệt mỏi. Mình về mình vẫn cố gắng quay clip cho các bạn xem. Tại vì mình một ngày này đó mình chỉ có được một bữa chủ nhật để mình quay tất cả các video để cho một tuần đăng cho các bạn xem á. Đó, cảm ơn các bạn, rất mong các bạn sẽ thông cảm cho mình nha. Nếu video có gì sai sót và không được chất lượng lắm, cảm ơn. Rất mong là các bạn sẽ thông cảm giúp mình. Bây giờ mình với lại Tiểu Bim Bim xin chào và hẹn lại. Bye bye, see you again.